À, kính thưa quý vị, thế còn những câu hỏi mà một vài tuần lễ vừa qua thì một số quý vị hỏi là những câu hỏi nào thì xin trả lời những câu hỏi sau đây. Thứ nhất, hỏi văn phòng ban đại CPA là nếu mà tôi có thẻ xanh thì tôi cảm thấy rằng tôi cũng đóng thuế đầy đủ, khi cần sự giúp đỡ khi về hưu tôi vẫn thấy được tiền già, đâu có gì trở ngại đâu, mà tại sao có nhiều người bảo tôi là như vậy vẫn chưa đủ, nghĩa là sao ạ? Thì xin trả lời như thế này. Thưa quý cụ đã về hưu, khi mà nhận cái tiền hưu là chúng ta nhận là tiền hàng tháng phải không ạ? Và chúng ta ở bên Mỹ thì chúng ta nhận tiền hàng tháng về hưu, chúng mình lãnh lương gì đó. Nhưng mà quý vị biết rằng là nếu mà chúng ta về Việt Nam, chúng ta về hưu thì chính phủ chỉ có cho chúng ta lãnh tiền ở một cái số nào đó thôi, một cái quốc gia nào mà có hợp đồng với chính phủ thôi. Chứ nếu mà chúng ta mà không có công dân Mỹ mà về Việt Nam rồi chúng ta không có trở lại Mỹ theo đúng cái thời hạn của những người có thẻ xanh mà phải trở lại Mỹ, thì quý vị biết là tiền hưu có thể bị chấm dứt. Đó, cái thực sự là như vậy. Tức là mình phải là công dân Mỹ thì quý vị muốn đi đâu thì đi. Nhưng mà nếu mà quý vị mà không có công dân Mỹ mà về hưu ở Việt Nam rồi ở đó một thời gian quá lâu, thành ra khi mình muốn trở lại Mỹ chưa chắc đã được đâu, lại phải đi xin đơn để mà xin visitor và xin giấy phép, xin visa. Cho dù mình có thẻ xanh nhưng bởi vì mình ở lâu quá cho nên chính phủ Mỹ sẽ nói rằng là bởi vì quý vị đâu có tha thiết, quý vị là thường trú nhân thôi, chứ quý vị đâu có phải là công dân đâu. Nếu mà quý vị mà ở ngoài nước Mỹ một thời gian quá lâu, coi như quý vị không có còn interesting, quý vị không còn muốn nữa cả. Rồi nhiều khi những cái ngay cả tiền của mình về hồi xưa mình đi làm, mình đóng thuế, rồi bây giờ chưa chắc chính phủ đã trả cho mình, là bởi vì mình nó gọi là resident, là mình phải ở Mỹ thì mới là resident. Bây giờ mình là permanent resident thẻ xanh mà mình lại ở Việt Nam hay ở một cái quốc gia nào khác có con có cháu của mình, thì như quý vị thấy là chính phủ có thể sẽ không dễ dàng cho mình. Do đó cái vấn đề vào công dân Mỹ là một vấn đề quan trọng cho tài chánh của quý vị. Thì nhiều tuần lễ qua thì chúng ta nói chuyện về tài chánh, về thuế má cho tất cả những người tương đối còn trẻ còn đi làm. Nhưng ngày hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện cùng quý vị cao niên để chúng ta thấy rằng là công dân Mỹ việc đầu tiên rất là quan trọng cho vấn đề tài chánh của mình, là bởi vì nếu mà không có công dân Mỹ nhiều khi Medicare, Medicaid hay tất cả những cái phúc lợi xã hội sẽ không được đầy đủ đâu, và họ sẽ bắt chúng ta là nếu người nào có công dân Mỹ thì sẽ được đầy đủ hoàn toàn hơn. Cho nên vấn đề và công dân Mỹ kính thưa quý vị cao niên vẫn là điều quan trọng. Thành ra các cụ nếu mà chưa có công dân Mỹ thì quý vị hãy đi tìm cách để làm sao mà có công dân Mỹ. Nhiều người bảo chứ giờ tôi già rồi sao tôi học được, rồi sao mà đi thi. Thì kính thưa quý vị, chính phủ Mỹ trong trường hợp mình đã lớn tuổi quá mà ở Mỹ cũng lâu quá rồi mà vẫn chưa công dân Mỹ, thì chúng ta cũng có thể được đi thi bằng tiếng Việt. Hay là nếu mà chúng ta có giấy bác sĩ chứng nhận là chúng ta không còn trí nhớ, làm tôi nhớ tới cái vở kịch mà khi người say không còn trí nhớ, thì quý vị nào cũng vậy. Nếu mà trí nhớ của chúng ta mà kém thì chính phủ cũng có thể là cho chúng ta dễ dàng để vào công dân Mỹ. Nhưng mà cái mục đích của chúng ta là có công dân Mỹ thì được nhiều cái lợi lắm, còn không có công dân Mỹ thì lại gặp rất là trở ngại. Rồi có người hỏi câu hỏi số 2 của quý cụ hỏi văn phòng Michael Đào CPA là bây giờ tôi về hưu rồi nhưng mà tôi đi làm thì tôi vẫn phải đóng thuế hay không, an sinh xã hội? Dạ thưa quý cụ, cho dù mình đã về hưu đó và cho dù mình có làm gì đi nữa, lãnh lương là quý cụ vẫn phải đóng thuế an sinh xã hội như thường. Có thể mình không có làm nhiều thì thuế lợi tức không là bao nhiêu, nhưng mà nếu mà an sinh xã hội thì quý vị biết là càng ngày cái số người đi làm để mà nuôi những người già càng ít. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đi làm là già trẻ lớn bé và về hưu hay không về hưu, nhưng mà hễ mà có đi làm mà không phải là cái dạng gọi là hợp đồng, tức là không phải là contractor mà là dạng lãnh lương, thì tất cả đều phải đóng thuế lên xã hội. Cho dù là có lớn tuổi hay hay không thì đều phải đóng cái đó cả. Như quý vị biết hồi xưa cách đây hồi năm 1900 người tính toán thống kê cho thấy là hồi cái thập niên vào 1900 bao nhiêu đó, 70, 75 gì đó, thì 21 người đi làm để nuôi một người về hưu.
Mà quý vị biết sống bên Mỹ này sống lâu quá, rất là sức khỏe tốt, rồi những sự nghiên cứu về thực phẩm, rồi nghiên cứu về thuốc men, rồi tất cả những sự chăm sóc cho quý vị cao niên rất là tốt. Nào là những cái phòng tập thể thao, rồi bơi, rồi xông hơi, rồi ngồi nước nóng. Như quý vị biết, thật sự ra là sức khỏe nếu chúng ta gìn giữ thì phải nói là chúng ta trẻ lâu và chúng ta rất là khỏe mạnh. Và một trong những bí quyết đó là bơi. Quý vị nào mà bơi một ngày mà nửa tiếng hay 45 phút thì bảo đảm là quý vị sẽ rất là khỏe mạnh. Trở lại cái vấn đề vừa rồi thì cái câu hỏi là vấn đề phúc lợi của chúng ta và công dân Mỹ. Thì bởi vì sống lâu cho nên quý vị hồi xưa thập niên 70, 70 mấy thì 21 người đi làm để nuôi một người về hưu. Nhưng bây giờ quý vị biết sau 40 năm, sau 50 năm và giờ phút ngày năm 2015, 2016 thì quý vị thấy là khoảng chừng 10 năm nữa thôi hay là 20 năm nữa thôi thì một người đi làm mà phải nuôi 21 người về hưu, thì quý vị thấy là cái số người đi làm nó ít đi, nhiều khi thất nghiệp hay là công việc không tốt, thành ra không thèm đi làm, ở nhà hay đi làm nghề tự do gì đó. Thì quý vị biết rằng là quỹ an sinh xã hội đâu có tiền mà trả cho những người về hưu, cho nên một thời gian lâu nữa là có thể cái số người đi làm càng ngày càng ít để nuôi một cái số người về hưu càng ngày càng nhiều. Thành ra cái chương trình phúc lợi của chính phủ có thể sẽ bị thay đổi trong tương lai. Bởi vì sao? Những cái chương trình của chính phủ không có ai bắt chính phủ phải theo cả. Họ muốn đổi lúc nào là họ đổi. Như quý vị biết hồi xưa chúng ta cứ nghĩ là 50-65 tuổi là về hưu là lãnh đầy đủ tiền rồi phải không ạ? Nhưng mà bây giờ quý vị biết là nó lên 67 rồi lên 68 rồi 70 mới được đầy đủ. Và trong tương lai nhiều khi 75 tuổi mới được lãnh đầy đủ. Còn nó không phải lãnh một phần thôi. Thành ra chính vì lý do là bởi vì cái quỹ này càng ngày nó cũng bớt đi. Thành ra quý vị nào mà có công dân Mỹ thì quý vị cảm thấy rằng là mình vẫn yên tâm hơn. Là bởi vì nếu chính phủ cắt ngân khoản thì chính phủ cắt ngân khoản cho những người nào mà thường trú nhân có thể sang trước. Còn cái vấn đề mà những người có công dân thì bây giờ họ cũng từ từ hay là họ nhẹ tay hơn, họ để cho những cái phúc lợi đó bớt đi cho những người có thẻ xanh. Còn công dân Mỹ thì ok. Thành ra đó là một hai câu hỏi mà tuần lễ qua có các cụ gọi điện thoại đến Michael Dow, là bởi vì tuổi bây giờ đã lớn rồi, thành ra cho nên là mấy cụ cũng bắt đầu suy nghĩ lo cho bản thân mình sau khi đã một đời để lo cho con của mình. Bây giờ thì chơi với cháu rồi suy nghĩ của mình. Thì có một cụ nữa lại cũng hỏi cái vấn đề về công dân Mỹ là thế tôi thấy rằng có thẻ xanh thì tôi xin visa các quốc gia tôi đi chơi vẫn được, có sao đâu. Thì văn phòng Michael Dow CPA thì nghĩ thế nào về vấn đề du lịch? Thì tôi trả lời là thưa quý vị, nếu quý vị nào mà có công dân Mỹ, quý vị có thể đi chơi nhiều quốc gia mà không cần xin visa. Đó, chứ quý vị chỉ cần cái là đưa cái passport của Mỹ là quý vị có thể đi được rồi. Chứ còn nếu không là phải xin visa phức tạp, rắc rối lắm cơ. Nhiều quốc gia mình phải đóng tiền nữa, nhiều khi không có rẻ đâu. Nhiều khi cả trăm đô la hay là một vài trăm đô, rồi chưa kể là vấn đề thủ tục xin lại còn rắc rối. Chờ một vài tháng rồi mới được đi. Thành ra cho nên vào công dân Mỹ là chuyện rất là quan trọng. Về những điểm là như quý vị biết là phúc lợi của Medicare, Medicaid được đầy đủ. Rồi như khi mình đi bầu nữa, nếu mình không phải công dân Mỹ thì mình đâu có được đi bầu. Hễ người ta ra luật thế nào thì mình phải chịu như vậy thôi, không có tiếng nói. Hẳn là quý vị thấy, và công dân Mỹ thì mình được quyền đi bầu và được quyền ảnh hưởng đến những cái quyết định của những người cầm quyền. Trong trường hợp nếu mà cần đi bầu được có tiếng nói của mình được lắng nghe thì công dân Mỹ vẫn là điều tốt. Rồi vấn đề phúc lợi được đầy đủ, như quý vị thấy nhá, đi bầu nhá, phúc lợi đầy đủ nhá. Rồi vấn đề mà về hưu, khi mình về hưu rồi thì mình là công dân Mỹ thì mình ở đâu cũng được vậy, thì chính phủ họ sẽ phải đưa tiền về hưu cho mình. Chứ còn nếu mà mình không là công dân Mỹ, nói thật chứ nhiều người về Việt Nam than với tôi là về Việt Nam về hưu rồi, đến lúc cần trở lại con cháu mà ở lâu quá, thành ra chính phủ nhiều khi họ bắt phải coi như là qua những cái thủ tục mới vô Mỹ thăm con cháu được, cho nên nó cũng lôi thôi. Và mình chẳng biết được tương lai chính phủ làm luật như nào, nhưng mà thôi văn phòng Michael CPA là cũng mời quý cụ là suy nghĩ vấn đề vào công dân Mỹ cho nó ăn chắc, bởi vì có ai công dân Mỹ trong tay mình cũng yên tâm hơn.
chứ khổ nhất của những người mà có thẻ xanh đi làm thì vẫn đóng thuế, mà đến lúc mà cần chính phủ như phúc lợi thì lại không được đầy đủ như những người công dân Mỹ, có phải là một sự thiệt thòi cho chúng ta phải không ạ? Thành ra quý vị cao niên nào mà có thẻ xanh thì cũng nên tìm cách để mà đi vào công dân Mỹ, là bởi vì chính phủ có nhiều cái luật loại trừ cho những người thiếu sức khỏe ở đây đã lâu, tuổi cao, kém trí nhớ, không học bài được. Nhiều khi họ cũng cho mình những cái cơ hội để thi bằng tiếng Việt, hay là nếu có giấy bác sĩ thì nhiều khi cũng tha cho mình luôn khỏi thi vào công dân Mỹ, cầm cái công dân Mỹ thì mình vẫn yên tâm hơn. Thật ra như quý vị biết, ngày hôm nay thì mình nói chuyện về vấn đề công dân Mỹ cho các cụ cao niên. Thì quý vị nên để ý những nơi nào mà có những chương trình dạy học về công dân thì quý vị xin ghi danh để đi học. Và nếu mà chúng ta không đủ khả năng để học thì quý vị có thể tìm cách nào đó hỏi những luật sư hay những văn phòng về di trú và nhập tịch để xem họ có giúp được quý vị hay không. Thì coi như là rất là hân hạnh được tiếp chuyện cùng quý vị cao niên trong cái chương trình ngày hôm nay, để chúng ta nói về vấn đề công dân Mỹ, một vấn đề quan trọng và cần thiết để chúng ta được đầy đủ tất cả những cái quyền lợi của một công dân trên đất Hoa Kỳ. Xin chào tạm biệt quý đồng hương, và tính chúc quý vị một ngày cũng như một tuần lễ vui vẻ bên gia đình.